Xin chào anh, em test cái đầu LG 5.1 nhé. Con này có cả khiển nha anh em nhé, khiển học nhé. Test full chức năng luôn nhé. Hai chạy hoạt động ok hết nhé. Rồi nha, em test CD nha. Em quay ra cho anh em nhìn cái tổ các tổng nha. Anh em để lưu ý đừng để chạm dây loa nha. Đây, chưa có đúng không? Ok nhá. Đêm rồi em không thấy được to tiếng nhé. Đằng sau bên phải này, đằng trước bên phải này, đây cổng center này. Súp này, súp thì bật cái loa này nó nghe khó nghe rồi nha. Ok nha, có ra súp nha. Rồi đằng sau bên trái vừa rồi, đằng sau bên trái dây sau bên phải, à, trước bên trái này. Ok này, để em bật to tiếng lên cho anh em nghe nhá. Nha, đây tiếng súp nha. Ok các cổng nha. Đây, em chỉ bán test này ok nhá. Khi anh em lấy về mà để có chập loa hay gì này, em không chịu trách nhiệm nữa nha. Rồi. Chuyển hệ nha. Có ích kìa. Đấy, AUX là ok nha. Optical này. Đấy, em cặp ra hai đường tiếng đấy. AUX Optical này. Đấy, ra tiếng luôn nha. Đấy, không có USB để test à. Rồi, chức năng chạy ok hoàn hảo nha. Xin chào anh em.